Khi chiếc xe được trang bị bộ cửa hít thì nó sẽ làm cho cái cảm giác khi ngồi trên xe mà khi có người khác đóng cửa nó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều khi anh em sập cửa vào. Và ngoài ra thì nó sẽ khiến cho chiếc xe trở nên sang trọng hơn, lịch lãm hơn với cái phong cách đóng cửa rất là êm ái và rất là nhẹ nhàng. Vâng, xin chào toàn thể anh chị em. Rất vui vì khi được gặp lại anh chị em. Hiện tại thì cái dịch Covid-19 ở nước ta đang diễn biến rất phức tạp. Và anh em khi đi ra đường và khi đến chỗ đông người thì anh em nên đeo khẩu trang vào nhá, để bảo vệ cho chính bản thân mình và bảo vệ cho những người khác nữa. Thì như anh em thấy thì tại trung tâm của mình CNT Caspa, tuy là đang giữa mùa dịch nhưng mình cũng rất đông xe như anh em thấy ở phía sau kia. Hiện tại là đang gần 7 giờ tối rồi. Tuy nhiên là anh em thợ của mình vẫn phải gấp rút thi công những chiếc xe để kịp trả cho những vị thượng đế trong cái thời gian đêm hôm nay. Mùa dịch nhưng mà rất được các anh em yêu thương và đưa xe đến để ủng hộ. Tiện đây thì thay mặt công ty cũng rất cảm ơn các anh chị em đã ủng hộ cho công ty và mong rằng các anh chị em sẽ còn ủng hộ nhiều hơn nữa. Thì trong mùa dịch cho nên là các anh chị cứ mang xe đến, còn lại sẽ để cho kỹ thuật viên em lo để chúng ta giãn cách một cách tốt nhất theo như cái yêu cầu của nhà nước nhé. Thì không nói lan man nữa, mình đi vào cái chủ đề chính hôm nay. Mình đang đứng một chiếc xe sang trọng và cũng rất là hot ở Việt Nam, đó là Mercedes GLC 200. Thì chiếc xe này mới được lấy ra khỏi hãng được 5 ngày và anh chủ quyết định lên cho chiếc xe này một bộ cửa hít. Xe GLC 200 thì vẫn chưa được trang bị cái gói option này nên là anh ấy quyết định sẽ lên cái gói option này. Ngoài ra thì hiện tại anh ấy không có thời gian và mình phải trả cái xe ngay nên là mình chưa thể nắp camera hành trình cho anh ấy được. Anh ấy hẹn ngày mai mình sẽ nắp thêm cho chiếc xe này một bộ camera hành trình nữa, một bộ cửa hít Zutun. Mình đã có dịp giới thiệu với anh em về cái quá trình mình mở hộp và mình review khi mình nắp bộ cửa hít Zutun trên chiếc xe VinFast rồi. Và cái link mở hộp và lắp đặt cho xe VinFast mình sẽ để ở bên dưới phần comment nếu mà anh em có nhu cầu tìm hiểu về bộ cửa hít Zutun này nhá. Mình đã nắp xong bộ cửa hít Zutun cho chiếc xe Mercedes GLC 200 này rồi. Và bây giờ mình sẽ test thử những cái tính năng hít của bộ cửa hít này nhá. Xin mời anh em chúng ta sẽ cùng test thử bộ này. Bộ cửa hít Zutun nắp cho chiếc Mercedes GLC 200 này thì thực ra cũng không có gì đặc biệt. Đây là chiếc hộp cho bộ cửa hít Zutun nắp cho xe Mercedes. Đây, chúng ta có chữ Ben ở đây. Do mình mở chiếc hộp này ngược cho nên là chữ Ben nó hơi ngược một chút. Đây là có mã vạch và code tên sản phẩm ở đây. Thì như cái video trước mình đã giới thiệu thì mỗi một cửa hít Zutun này nó sẽ có gồm hai hộp phụ kiện để phân biệt cho cánh trước và cánh sau. Theo mình thì không cần thiết, tuy nhiên là làm như thế này thì khi vận chuyển thì nó cũng sẽ tiện hơn và nó khi anh em xếp vào đâu đó thì nó cũng sẽ gọn hơn cho các nhà phân phối và các nhà sản xuất. Thì cái bộ cửa hít Zutun nắp cho Mercedes này thì ngoài cái ngoằm cửa được sản xuất riêng cho xe Mercedes thì các chi tiết khác cũng không có gì khác cả. Và về tính năng của nó cũng không có gì khác với cái bộ cửa hít mà mình giới thiệu trước với anh em cả. Đây là cái ngoằm cửa nhá anh em nhá, ngoằm cửa zin cho xe VinFast. Rất là chắc chắn và rất là đẹp luôn anh em ạ. Rồi, anh em muốn tìm hiểu kỹ hơn thì nhớ ghé xuống cái video mình để bên dưới phần comment nhé.
Bây giờ mình sẽ test thử cái tính năng hít của cái bộ cửa hít này. Nó hít rất là ngọt và cũng rất là êm anh em ạ. Nó có một cái hay nữa là khi nó hít vào thì nó có một cái tiếng kêu tách rất là nhỏ, nghe rất là vui tai. Khi chiếc xe được trang bị bộ cửa hít thì nó sẽ làm cho cái cảm giác khi ngồi trên xe mà khi có người khác đóng cửa nó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều khi anh em sập cửa vào. Và ngoài ra thì nó sẽ khiến cho chiếc xe trở nên sang trọng hơn, lịch lãm hơn với cái phong cách đóng cửa rất là êm ái và rất là nhẹ nhàng. Ngoài ra thì bộ cửa hít Jutun này sẽ có chức năng chống kẹp rất là tốt. Khi có vật cản thì bộ cửa hít này sẽ ngừng hít và sẽ nhả ra. Tuy nhiên là mình khuyến cáo anh em không nên sử dụng tay hoặc sử dụng những cái bộ phận ở trên cơ thể để thử cái tính năng này nhé. Anh em có thể sử dụng một miếng xốp, một miếng bìa cắt tông để thử cái tính năng này. Mình sẽ lấy một miếng bìa cắt tông. Tiện ở đây có một cái khăn thì mình sẽ sử dụng cái khăn này để thử cái tính năng chống kẹp nhé. Mình sẽ để chiếc khăn ở đây, đẩy vào. Bình thường thì với khoảng cách này cửa hít nó đã hít rồi. Tuy nhiên chiếc khăn của mình để hơi dày, mình sẽ để nó mỏng ra một chút. Đó, nó đã hít vào và nó nhả ra. Đó. Nó nhả ra và anh em có thể lấy chiếc khăn này ra. Rất là hay đúng không ạ? Rất an toàn. Rồi bây giờ cũng đã đến giờ mình giao xe cho khách rồi. Và tiện đây mình cũng xin giới thiệu qua một chút một vài cái chiếc xe đang ở trong gara của đang ở trong cửa hàng của mình, giới thiệu về một số phụ kiện có thể nắp ở trên những cái chiếc xe này để anh em tham khảo nhé. Ngay phía sau chiếc Mercedes GLC 200 thì là chiếc xe Toyota Corona Altis. Chiếc xe này sẽ nắp một cái bộ trang bị gần như full để giúp cho chủ xe có được bộ giải trí tốt và cái độ an toàn khi đi trên xe, gồm có màn hình trung tâm, màn hình giải trí trung tâm Kogamichi C900, màn hình Android nhé anh em nhé. Và cái trang bị an toàn đó là bộ camera 360 độ Kogamichi C88 Max bản cao cấp. Ngoài ra thì xe này sẽ được trang bị thêm hai thiết bị để cảnh báo an toàn cho anh em, đó là bộ cảm biến áp suất lốp Kogamichi sẽ được tích hợp ở trên màn hình giải trí trung tâm Kogamichi, và bộ camera hành trình để giúp anh em có thể lưu lại những cái quãng đường mình đi, cũng là một bộ camera hành trình Android tích hợp vào màn hình giải trí trung tâm nhé. Mình sẽ tiếp tục sang bên này. Như anh em thấy thì anh em thợ của mình vẫn đang thi công và sẽ hoàn thành và giao cho khách trong vòng đêm nay. Thì mình dự trù là những chiếc xe này bên mình sẽ làm xong khoảng tầm 11 giờ đêm thì mình sẽ có thể giao cho khách. Như anh em thấy thì đây là chiếc xe Ford Ranger XLS, và chiếc xe này thì được lên một dàn âm thanh của MTS, gồm có DSP MTS Mini 6M và quả súp MTS X8 Pro, kèm theo đó là hai bộ loa, gồm có bộ loa cánh là MTS R650 Pro và bộ MTS MC65 Pro. Thì quá trình căn chỉnh cũng đã xong rồi, bây giờ chỉ việc ốp vào nữa là xong thôi. Nhưng mà do là anh chủ anh ấy chưa cần nên là anh em kỹ thuật viên đang tranh thủ thi công các xe khác. Rồi, ok. Chúng ta đến với phía bên này. Thực sự là trong ngày hôm nay nó có nhiều xe quá nên mình không nhớ được là chiếc nào nắp cái gì. Nên là mình sẽ phải sử dụng cái tờ hóa đơn viết tay này để đọc cho anh em về cái con xe VinFast NAC A2.0 này. Con xe này sẽ được phay la răng này, sẽ được nâng cấp ghế điện
chỉnh 8 hướng và sẽ có 3, nâng cấp 3 vị trí nhớ ghế. Con này là con bản bay anh em nhé, con này bản bay và sẽ được nâng cấp ghế điện này, sẽ được đắp thảm sàn này, mặt ca lăng. Con này thì đặc biệt là mặt ca lăng lưới giống như của VinFast President thì nó chưa có anh em nhé, nên là con này sẽ được nâng cấp cái mặt ca lăng Maserati. Ngoài ra thì ở phía trước Nogo sẽ được nắp thêm đèn led, và con này sẽ được độ, cũng được độ thêm cửa hít. Cửa hít thì đã độ rồi. Đấy, anh em thấy cánh cửa của xe VinFast nó rất là nặng, cho nên cái cửa hít này anh em chỉ cần thả tay nhẹ thì nó sẽ hít, mà anh em không cần phải dùng lực để đẩy. Và tiếp theo vẫn là một chiếc VinFast Lux A2.0 bản bay, thì chiếc xe này sẽ được bên mình độ camera 360 độ Kogamichi. Cũng sẽ được độ ghế điện giống như chiếc A2.0 vừa nãy, và sẽ được độ thêm cửa hít. Ngoài ra thì con này sẽ được dán phim 3M. Dán phim 3M thì là xe này đã dán xong rồi, nhưng anh em quan sát thấy ở đây phim 3M đây, Noco đã được dán ở đây rồi. Ngoài những chiếc xe mình vừa giới thiệu ra thì ở bên ngoài này mình còn hai chiếc xe VinFast đang trong quá trình đợi, mà các anh ấy sẽ để xe ở đây và sau 2 ngày nữa mới lấy cơ, nên là chưa cần thiết. Lát nữa mình làm xong những chiếc xe này thì mình sẽ đánh những chiếc xe này vào trong, đánh những chiếc xe ở ngoài vào trong gara, và ngày mai tiếp tục thi công cho những chiếc xe VinFast đang đậu ở ngoài để chờ làm những cái dịch vụ. Anh chị em muốn nâng cấp cho chiếc xe của mình một cách tốt nhất và nâng cấp những cái thiết bị an toàn nhất cho xe của mình thì hãy liên hệ với bên mình qua số hotline mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Mình sẽ tư vấn và sẽ lắp cho những anh em những thiết bị tốt nhất và đẹp nhất trên xe của mình. Đến đây thì mình xin kết thúc video. Rất cảm ơn anh em đã đồng hành và xem video của mình. Đừng quên để lại một like, một subscribe và bấm nút chuông để theo dõi các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.